chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình cùng học tiếng Anh chủ đề rau củ nhé. Đăng ký kênh Oh Vui Kids để ủng hộ mình nhé. Rau củ vegetable. Quả bắp ngô corn. Quả cà chua tomato. Củ hành tây onion. Củ khoai tây potato. Củ cà rốt carrot. Quả dưa leo cucumber. Quả hạt chuông bell pepper. Quả bí ngô pumpkin. Đậu Hà Lan peas. Quả cà tím eggplant. Súp lơ cauliflower. Củ khoai lang sweet potatoes. Quả ớt cay hot pepper. Củ su hào kohlrabi. Bắp cải cabbage. Nấm mushroom. Củ tỏi garlic. Đậu bắp okra. Củ cải radish. Hành lá green onion. Bông cải xanh broccoli. Cải bó xôi spinach. Đậu lạc peanut. Củ gừng ginger. Corn tomato. Onion potato. Carrot cucumber. Bell pepper. Pumpkin. Peas. Eggplant. Cauliflower. Sweet potatoes. Hot pepper. Kohlrabi. Cabbage. Mushroom. Garlic. Okra. Radish. Green onion. Broccoli. Spinach. Peanut. Ginger. Cảm ơn các bạn nhỏ đã xem video. Hãy ấn đăng ký kênh Oh Vui Kids để ủng hộ mình nhé.